Xin chào cả nhà đã đến với Gõ Cửa Nhà Táo Thị 4. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ chị Hạnh và team nhà ngoại, gồm có bố Lân, một ông bố mê cua khổng lồ, và Phúc, cô con gái rượu nhà Hạnh Ngọc. Và ngày hôm nay hứa hẹn sẽ là một buổi nói chuyện vô cùng thú vị, khi mà một gia đình gồm 3 thế hệ, mỗi người một cá tính riêng, sẽ ngồi xuống đây để khui ra những câu chuyện hộp trường xung quanh bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Và bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Quốc Trọng vai ông Lân, diễn viên Hồng Ánh trong vai Hạnh, diễn viên chị Thảo trong vai Phúc. Và bây giờ xin mời ba diễn viên hãy gửi lời chào tới các khán giả của Gõ Cửa Nhà Táo ạ. Xin mời ạ. Xin chào mọi người. Thế thì gặp mặt nhau thì là cũng chẳng biết nói câu gì, thì thấy đột nhiên tự dưng nghĩ ra hai cái câu cho nó vui, và nó cũng hợp với lại mấy ngày nay là ngày xưa thì mơ ước đủ điều, bây giờ thì chỉ chăm chăm được 2 liều vaccine. Xin chào tất cả mọi người, các khán giả đang theo dõi chương trình Gõ Cửa Nhà Táo. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào tất cả mọi người, con chào ông ngoại, con chào mẹ, chào Tun, chào tất cả khán giả đang xem chương trình Gõ Cửa Nhà Táo. Con là Trịnh Thảo, và trong phim Cây Táo Nở Hoa thì con đóng vai Hồng Phúc. Con chỉ biết chào vậy thôi. Các bạn thấy không, Trịnh Thảo của chúng ta ngoài đời rất là hiền. Và như gia đình mình đã thấy là hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái không gian nói chuyện rất là nhiều những bức tranh đẹp. Hóa ra là một gia đình 3 thế hệ, từ ông này, tới mẹ này và tới cháu này đều rất là yêu nghệ thuật. Và trước đó thì chị Thảo có nói là khi mà đến với Gõ Cửa Nhà Táo thì chị Thảo sẽ mang đến đây một bức tranh mà vẽ cây táo nở hoa. Bây giờ thì Tun Phạm và các bạn khán giả đang rất là mong chờ. Chị Thảo ơi! Wow. Đây, tôi giới thiệu cho mọi người xem. Thực ra thì có vẽ cái hoa táo, nhưng mà tại vì nó nhỏ quá mọi người không thể nào thấy rõ được. Rồi, cảm ơn chị Thảo. Trong chương trình Gõ Cửa Nhà Táo kỳ trước thì cô Bông Lan Hương đã hết lời khen ngợi Phước, cậu con trai cực phẩm của cô. Và bên cạnh đó là cô có đưa ra một thử thách dành cho ông Lân, đó chính là hãy kể ra nhiều hơn 5 điểm tốt của chị Hạnh. Và tuần này thì tôi xin phép được mời ông Lân tham gia thử thách ạ. Khi sinh con thì đương nhiên là cha mẹ sẽ phải hiểu chính con rồi. Thế và ông Lân cũng vậy thôi, cũng giống như rất nhiều người khác thì cũng phải hiểu rất rõ con. Ở Hạnh ấy, cái lòng vị tha, cái đó là cái lớn nhất và cái bao trùm toàn bộ con người của Hạnh. Và thứ hai nữa là gì, cái con bé này là nó yêu chồng lắm, nên nó dám cãi bố để nó theo chồng. Tần tảo, chịu thương chịu khó, và rất là chịu nhịn nhường mọi người. Chính vì cái nhịn nhường đấy cho nên là cái đám em chồng nhiều khi nó coi bơ đi và nó cũng lấn lướt. Thương bố thế nhưng mà rồi là không có điều kiện, thế cho nên là gì, cứ phải chịu đựng bố mỗi khi bố cằn nhằn. Bên cạnh đó thì có một cái tính khá rõ nét của cô Hạnh là gì, là cương trực, cho nên là rất ghét cái sự giả trá. Cương trực thì nó tốt cho cái bản tính, thế nhưng là nhiều khi lại hay bị mất lòng. Thì tất cả những cái đó nó rất rõ nét ở Hạnh, đúng nghĩa một người đàn bà Việt, chịu thương chịu khó, cũng hay lẩu nhẩu cằn nhằn, thế nhưng người sau cũng lại cam chịu. Tới bây giờ em không có oán trách anh điều gì cả. Anh phải cố lên. Anh phải sống như thế nào thì tới giờ phút này em vẫn còn ở bên cạnh anh chứ. Cảm ơn mình. Cảm ơn mình hiểu anh. Và tôi tin là sau cái lời hồi đáp của ông Lân thì các bạn khán giả cũng phải công nhận rằng ông Lân tuy ở trong phim là một người bố mà hết sức lạnh lùng và có phần khó nhằn ở trong Cây Táo Nở Hoa, nhưng mà thực chất thì ông rất yêu thương con gái của mình. Gõ Cửa Nhà Táo đã nhận được vô số những phản hồi, chia sẻ, tình cảm dành cho các nhân vật và diễn viên ở trong phim. Và bên cạnh đó thì cũng có phần hóc búa dành cho ông Lân, chị Hạnh và Phúc. Không biết là mọi người đã sẵn sàng lắng nghe những câu hỏi của khán giả chưa ạ? Có phần sẽ hóc búa. Dạ, vâng. Câu hỏi đầu tiên. Xem mà thương bố chị Hạnh, lúc nào ông cụ cũng thèm con cua thật to, không dám ăn. Mà giờ mua cho con rể ăn, đúng là chỉ có tình cha nghĩa mẹ là tuyệt vời nhất. Thế đến kết phim, bác Lân có được ăn cua khổng lồ không ạ? Và chị Quốc Trọng và chị Hồng Ánh có diễn chung với nhau phim nào chưa mà vai bố con ngọt quá? Lấy đâu ra cua khổng lồ nó mua cho cái con cua đồng bé xíu. Con rể người ta
đưa bố đi ăn cua khổng lồ. Có cái càng to không có kem. Con rể mình đưa bố đi ăn cua đồng này. Bé tí tì mà kể mới lẻ. Tôi với lại Ngọc Hồng Ánh thì là nó cũng có một cái cơ duyên từ khá lâu, từ hai mấy năm trước là anh em đã cộng tác làm phim với nhau rồi. Hai mươi mấy năm trước thì Hồng Ánh được vào một cái vai cũng nhỏ nhỏ thôi. Lúc đó mình là diễn viên mới mà trong một bộ phim của anh Quốc Trọng làm đạo diễn mà quay ở trong khu vực phía Nam. Có thể nói đó cũng là một trong những cái lần cộng tác hiếm hoi. Và từ đó về sau thì mình với lại anh Trọng thì cũng có rất là nhiều những người bạn chung. Thành ra là lần cộng tác này gặp lại anh Quốc Trọng sau hai mươi mấy năm á, mình có cảm giác giống như là mình gặp lại người nhà vậy đó. Với các bạn diễn viên khác thì có thể là bỡ ngỡ vì mới được làm việc chung với anh Trọng, nhưng mà Hồng Ánh thì cảm thấy như là một gia đình vậy đó. Thành ra là chỉ cần hai bộ đồ ra thôi là mình nghĩ đây là bố của mình rồi. Em xin được chuyển sang câu hỏi thứ hai dành cho chị Hồng Ánh như sau. Là xem chị Hạnh bắn tim hôn anh Ngọc giữa công viên thấy thương quá trời. Trong cái lúc mà quay những cái cảnh mà tình cảm như này, chị Ánh có bị anh Thái Hòa trêu nhiều không chị? Mọi người ơi, mọi người xem anh Thái Hòa đóng vai anh Ngọc ở trên phim thì thấy ảnh khắc khổ, ảnh gặp cái vấn đề này đến vấn đề khác về các em, về những câu chuyện xung quanh cuộc sống của ảnh. Nhưng mà ngoài đời ảnh hài hước dữ lắm. Và đặc biệt là chuẩn bị vào những cái cảnh gì càng căng thẳng thì ảnh lại càng trêu mình. Ví dụ như mình nói là cái cảnh mà hôn nhau ở ngoài công viên á. Khi mình đọc kịch bản mình đã biết là ngày hôm nay mình sẽ có cái cảnh hôn. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không có một cái nụ hôn quá say đắm giống như cặp Dư với Trúc rồi. Tại vì đây là tình già mà. Hơn nữa là cái nơi thể hiện tình cảm thì lại ở một cái nơi công cộng nữa. Thế thì mình phải làm như thế nào để làm sao cho nó vừa đúng cái tính cách của nhân vật mà nó vừa tạo một cái tình huống nó rất là dễ thương của một cái đôi vợ chồng mà mọi người xem mọi người có thể thấy là chắc lâu lắm rồi họ mới làm một cái cử chỉ, một cái hành động tình cảm như vậy, cho nên nó rất là ngượng nghịu. Trước khi quay thì anh đã nói nè, đừng có thấy tôi đẹp trai quá rồi đè tôi hung quá nè, nãy giờ là rình để hung tôi dữ lắm, là muốn hung tôi dữ lắm được không? Hồng Ánh được ôm anh Hồng Ánh phê quá. Nói chung là ảnh cứ làm cho mình phân tâm và làm như là hình như là chọc mình cười, mà cười trong lúc quay á là niềm vui của anh Thái Hòa. Câu hỏi thứ ba của các khán giả là dành cho chị Thảo. Cộng đồng mạng đang gọi Phúc là Phúc mặt láo kia kìa. Phúc mặt láo, Phúc mặt láo. Chị Thảo có ngại cái danh này không? Thực ra thì tại mọi người nói đúng quá nên cũng chả biết phải nói làm sao. ông ngoại có thấy là lần đầu tiên ông ngoại gặp con nhìn mặt con cũng hơi láo không ngoại? Cái hôm đầu tiên mà gặp bé Thảo ở trường quay ấy là mình tròn mắt, xong mình hỏi là thế con học lớp mấy rồi, lớp 10 hay lớp 11? Trời ơi, thế cả đoàn cười phá lên, mà trời ơi bố ơi, nó hai mấy rồi. Mình thực sự đúng là mình rất ngạc nhiên vì trông các bé như cái kẹo ấy. Ngày xưa các cụ có câu mà hiền dữ đâu phải là tính sẵn, mà phần nhiều là do giáo dục mà nên. Thế mà khi mà bé Phúc ở trong một cái môi trường mà trong một cái nhà toàn mấy cái đám cô chú như là Báu, mấy Ngà, mấy Dư, mấy Châu, suốt ngày đánh lộn là cãi nhau, thế rồi cha mẹ thì cũng suốt ngày cãi lộn với nhau, thì làm sao không bị ảnh hưởng những cái tính cổ cọ như thế. Thực ra nó là đáng thương chứ nó không phải là đáng giận. Đó, thấy chưa, ngày hôm nay có ông ngoại lên tiếng hả, minh oan cho con, chứ bữa giờ con bị chửi dữ quá. Mọi người chửi con muốn trầm cảm luôn á. Ép về mặt diễn viên thì vậy là con thành công rồi đấy. Ai đã từng đi qua cái tuổi mà người ta bảo là dở ông dở thằng á, cái tuổi vậy đó, như bé Phúc á, hiểu được là cái tính đó nó sẽ là như vậy. Rồi sau này nếu mà mình trở thành bố mẹ rồi á, mình có con rồi thì mình sẽ hiểu được bố mẹ mình, và mình quay trở lại mình hiểu được con mình hơn. Thật ra thì nếu như bản thân mình là khán giả mình xem thì mình cũng rất là bực. Kể cả lúc đầu mình đọc kịch bản thì mình cũng cảm thấy khá là khó chịu quá, tại sao nhân vật này nó lại như vậy. Thôi đi với bà đi. Đi con tự đi. Tay lúc nào cũng dầu nhớt dơ không chết luôn á. Phúc. Con nói cái gì vậy, con nói lại cho mẹ nghe coi.
Con nói là ba vừa dơ vừa hôi, con không muốn đứng bên cạnh ba luôn đó. Mất dạy, mất dạy. Thôi mà trời đất ơi. Ăn đó. Nhưng mà khi bắt đầu vào những cái ngày đầu tiên, nhớ con, mình nhớ là cái ngày đầu tiên, cái cảnh mà con hổn với mẹ, mẹ có nhớ không? Cảnh đó con không thể nào diễn được, tại vì con chưa có vào cái nhân vật á. Rồi con thấy cái nhân vật nó bị hổn quá, xong con bị khó chịu. Nhưng mà từ từ dần dà thì khi mà lâu ngày nhập vào nhân vật rồi thì mình cũng mới hiểu được là cái nhân vật Phúc nó cũng có lý do tại sao nó mới như vậy. Mình muốn làm như vậy chỉ để cho ba mẹ mình quan tâm mình thôi. Tại ba mình lúc nào cũng chú ý tới cô, tới cô, tới chú hết. Thì mình cố tình mình hư để cho ba mình quan tâm đến mình. Nên thành ra là nó sẽ xảy ra tiếp theo những cái mâu thuẫn. Rồi nó cứ từ từ nó gộp nhiều cái mâu thuẫn nó xảy ra. Thì tâm lý nó sẽ bị lộn xộn ấy. Khán giả thì có nhiều người có hỏi là tại sao cái lúc mà ba mẹ đi dị á, con đã nói với mẹ là con rất ủng hộ mẹ. Con với mẹ cũng ly. Chúc mừng mẹ ly hôn. Cũng ly cái đầu con á. Nhưng mà khi mà thấy mẹ đi với chú Trung á thì con lại bực mình. Con lại đi điện thoại mét cho ba. Bây giờ mẹ sắp có chồng mới rồi đó. Nó vừa lòng phải chưa? Phúc à. Thì thực ra là không phải là không thể nào mà con ủng hộ mẹ đi cưới người khác liền được. Chẳng qua là đó là cái tâm lý của mình. Mình cũng muốn an ủi mẹ mình. Nhưng mà con nít mà đâu có biết an ủi kiểu gì đâu. Giống như là cũng rất là vụng. Khi mà thấy mẹ uống bia thì chỉ biết mua cho mẹ bịch cơm cháy vậy thôi. Chứ cũng không có biết phải làm gì cả. Thì đó cũng là một cái tình cảm của một đứa con nít. Nhưng mà có lẽ là chắc là khán giả bị tập trung vào cái chuyện con hổn nhiều hơn là tập trung vào những cái điều mà con làm được. Cho nên là Phúc bị chửi thì con thấy cũng hợp lý. Đúng ạ. Và để cho không khí của buổi nói chuyện ngày hôm nay trở nên vui tươi và tưng bừng hơn nữa thì xin mời ba diễn viên của chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi mini game mang tên là Phiên tòa tình yêu nhà táo. Phúc và ông Lân sẽ là một team, gọi là team truy tố, sẽ truy ra những lỗi lầm của anh Ngọc. Còn chị Hạnh với tình nghĩa vợ chồng sẽ là luật sư biện hộ cho anh Ngọc. Với mỗi một lỗi lầm của anh Ngọc do team truy tố chỉ ra thì team truy tố sẽ được một điểm. Và chị Hạnh mà biện hộ lại được thì chị Hạnh sẽ ghi một điểm. Và trò chơi của chúng ta xin được phép bắt đầu. Nào Phúc, ông thì ông thấy bố con là một núi tội. Con thấy thế nào? Con thấy thì ông nói đúng ạ. Cho nên là ông kể tội trước đi ông. Trên trần gian này làm gì có cái thứ con rể đến sai đến thăm bố vợ mang trái cây cúng. Chắc là nó muốn mình lên ban thờ sớm đấy mà. Đúng không? Dạ thưa bố mới qua. Mua gì cho tôi đấy? Dạ trái cây hôm bữa cũng thất bố con. Lâu lâu mới qua thăm mang trái cây cúng. Chắc muốn mình lên ban thờ quá. Ảnh nhớ bố, ảnh qua thăm bố. Đó là một cái điểm ghi điểm rất lớn rồi. Người ta là ta đi tay không. Còn ảnh nhớ ảnh mang trái cây qua. Thì con nghĩ là mình nhìn cái tình cảm nó lớn hơn là cái vật chất là mang cái gì bố ạ. Bây giờ con cứ thèm mỗi con cua mà cứ cả đời nó nhưng mãi gã đi sát thằng sạt thì mà nó cũng chả thèm mua. Bố có biết là cái con kinh ráp cái con cua khổng lồ đó bao nhiêu tiền một ký không? Thế rồi nó kêu là nó bận à, thôi nó bận cái gì, thằng ấy là chỉ có bận gọi là hầu mấy đứa em ấy, thế rồi nhăm ăn trộm tiền của vợ để đi trả nợ cho em gì, đúng không? Tiền của vợ cũng là tiền của chồng, bố thấy không, ảnh chi bất cứ một đồng nào là nó tin nhắn vào trong điện thoại của con biết chứ bộ, chứ đâu phải là chồng ảnh lấy, mà con thấy là chưa bao giờ ảnh chi một cái gì cho cá nhân ảnh cả. Cứ cưng chiều mấy đứa em. Cái cưng chiều quá thì đâm thành ra là cái đám đấy nó ích kỷ. Nó có biết thương đến ai đâu. Trong suy nghĩ của ảnh lúc nào tụi nó cũng rất là nhỏ. Tụi nó lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm cho nên ảnh muốn bù đắp. Con thấy mẹ cái kiểu cứ bên ba ấy. Rõ ràng luôn. Kiểu ba chỉ có quan tâm tới mấy cô mấy chú mà có quan tâm tới con đâu. Cái đó là không được. Bố đòi hỏi anh Ngọc là một cái người vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa là con rể hoàn hảo. Con nghĩ hơi khó, tại vì mới có mười mấy tuổi đầu anh đã nghỉ học rồi. Anh vừa làm cha, làm mẹ, làm anh, anh nuôi dạy.
đặt ví dụ con mà là như ảnh, con cũng chưa chắc dạy được mấy đứa em như vậy đâu. Ba cũng không có nói, ba không có nói ra là ba thương con thì con không biết được. Tại vì con là một đứa con nít mà, con đâu có thể nào mà mình, con đủ tinh tế để con nhận ra được là người ta thương mình mà người ta chỉ hành động hay không thôi. Con cứ nhìn những cái hành động bố làm thì con sẽ thấy là bố thương con nhiều đến cỡ nào. Chứ còn mà con đòi bố quan tâm tinh tế đến con, phải nói thương con, yêu con, trời ơi, khó lắm. Ngay cả mẹ đây nè, thấy chưa, con thấy có bao giờ mẹ nói gì tình cảm với bố đâu. Con chỉ biết được cái việc là ba đối xử không công bằng với con, mà ba rất thương cô chú, ba không thương con. Con chỉ nghĩ được vậy thôi. Ba còn không biết là con muốn cái gì nữa cơ. Có chứ, ba biết chứ. Người ta mới nói vậy, đó mới là cái sự khác nhau về thế hệ đó. Giống như bố bên ba hoài, bố đâu có hiểu con đâu. Ví dụ như mấy cô mấy chú cho con thấy, như cô Báu nè, rồi chú Nhà nhiều khi hổn với ba nên ba có nói gì đâu. Còn con chỉ mới nói nhưng ba tát cũng có tát ù tai luôn đó mẹ. Tát lật mặt luôn. Mẹ như vậy thì làm sao mà được? Đó. Con không thích bạo lực gia đình kiểu đó. Có làm gì vậy? Đừng có xé. Con học đòi từ mấy thứ này phải không? Hả Phúc? Ba thấy đồ của con. Ba không có quyền thấy đồ của con. Con mới nói gì? Con sẽ bắt công an ba bảo hành con. Con mới nói cái gì? Con nói là con bắt công an đó. Mọi thứ nó gặp nhau ở một cái thời điểm mà người ta nóng lên, người ta không có kiểm soát được. Cái đỉnh điểm mà con hỗn với ba nó là một cái giọt nước tràn ly. Từ bé là bố Lân có bao giờ đánh Hạnh mực cái nào không? Mà tại sao là gì là dám tát cháu tôi? Chủ đề em bên anh không nổi rồi anh Ngọc ơi. Các bạn ạ, anh Ngọc là một cái người mà tuy là có rất nhiều những cái lỗi lầm đối với vợ con, nhưng mà chị Hạnh thì với một cái tình yêu thương bao la đối với chồng của mình thì đã đưa ra những cái lập luận, biện hộ, giải bày cho cái khó và cái khổ của chồng mình. Và kết quả tỷ số của chúng ta là hòa hai bên. Và qua đó thì tôi tin là bố Lân cũng như là Phúc sẽ xí xóa hết tất cả những lỗi lầm cho anh Ngọc, đúng không ạ? Có đồng ý không ạ? Hay là vẫn còn ở mức ạ? Để từ từ xem. Cái này thì chưa trả lời ạ. Cái để từ từ xem ạ. Các bạn thân mến, chuyện hậu trường thì luôn là một trong những cái phần mà rất là hấp dẫn và thú vị của Gõ Cửa Nhà Táo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái câu chuyện hậu trường mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Trọng, Hồng Ánh và Trịnh Thảo sẽ mang đến cho chúng ta ngày hôm nay nhé. Trong phim, bố Lân là một chủ tiệm sửa giày và chị Hạnh cũng có nghề gia truyền từ bố. Và được biết là để quay những cái phân đoạn đặc tả hành động đóng giày và sửa giày thì chú Quốc Trọng và đạo diễn đã có một thời gian đi thực tế ở các tiệm giày trong Nam và ngoài Bắc. Thì chú có thể chia sẻ thêm với các khán giả về điều này. Là con mời chú ạ. Khi nhận kịch bản ấy thì là tôi có gọi điện trao đổi với lại đạo diễn. Tôi tự động tôi đi tìm tới một hai vài cái tiệm giày cũ ở Hà Nội. Họ cũng đầu tiên họ cũng tưởng là mình đi mua giày đóng giày, nhưng mà sau đấy khi mình thấy mình nói và họ cũng nhận ra mình làm phim đấy là họ rất nhiệt tình. Thế và đến khi bắt đầu vào trong Sài Gòn, trước hôm quay ấy thì là Thảo đạo diễn cũng bố trí và cùng với lại mấy anh em thì đưa mình đến một cái tiệm giày, cũng là một cái tiệm giày khá lâu rồi. Thì để ý thấy là vì là nó chỉ có một hai cái động tác và một cái hai cái chi tiết là trong Nam ngoài Bắc khác nhau. Ví dụ như là vào đế giày là cái lược chỉ của đế giày ấy thì là nó hơi khác so với Bắc, mình phải để ý, phải bắt chước theo đúng cái ở trong phía Nam. Riêng Hồng Ánh thì không có được đến trực tiếp cái tiệm giày để mà học như bố Lân đâu, tại vì cái thời lượng, cái cảnh mà mình sử dụng những cái thao tác đó thì ít hơn bố. Thành ra là được học lại từ bố đó. Những lúc mà đoàn phim đặt máy hay là chỉnh ánh sáng, hoặc là những lúc mà nghỉ trưa, hoặc là nghỉ chuẩn bị vào buổi chiều tối đi quay á, là hai bố con lại lôi ra lại chỉ. Cũng may là không có phải biểu diễn cái đó liên tục và lặp đi lặp lại, nhưng mà cũng phải học đúng một cái đoạn cực kỳ chính xác, dù là ngắn thôi. Tại vì đạo diễn Võ Thạch Thảo là chuyên gia đặc tả, mà đặc không có cần ai đớp hết trơn, bác diễn viên làm thiệt không ạ?
Và bố Lân thì bình thường là xuất hiện lại mang đến tiếng cười cho các bạn khán giả. Nhưng mà trong tập 55 vừa qua thì phân đoạn bố Lân bật khóc và thổ lộ tình cảm dành cho con gái và con rể đã khiến nhiều người xúc động xem mà khóc cùng hai bố con. Đạo diễn đã hé lộ cảnh quay nặng tâm lý này chính là cảnh đầu tiên mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Trọng thực hiện cho Cây Táo Nở Hoa và cũng là cảnh không có trong kịch bản gốc. Thì chú Quốc Trọng có thể kể thêm về cái cảnh quay đầu tiên này không ạ? Đừng nhắc nữa, tôi rùng mình. Vì sao trời, ơi, trời đất ơi, vừa mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội bay vào mà nó chụp ngay một cái trường đoạn khủng khiếp vào đầu. Trời ơi, một cái trường đoạn nặng kinh khủng. Hôm đó thì là mình đi trao đổi với Hồng Ánh là trong kịch bản ấy thì là cái đoạn ấy ông Lân là khóc ở bên ngoài. Trong một cái mạch cảm xúc như thế thì là rất là khó. Và bản thân Hồng Ánh cũng cảm thấy tự dưng nó cứ chối thế nào ấy. Thế thì sau đó thì là Võ Thạch Thảo mới bảo là thế thì bố mới chị Ánh cứ diễn đi cho con. Thế là hai anh em bắt đầu mới trao đổi một cái đường nét diễn xuất xong rồi ấy. Và cứ thế là một mạch. Nên là sau đó thì là đạo diễn cũng chạy ra là bảo ôi bố ơi, con cảm ơn bố. À thế như vậy có nghĩa là cái cảm xúc đó nó chính xác hơn. Sau đó thì cái đó được giữ nguyên ở trên phim. Con còn nhớ là lần đầu tiên đón một diễn viên mới để vào set quay thì một cái vai mới, một cái nhân vật mới xuất hiện vào cảnh quay đầu tiên thì lại nhận ngay là hôm nay mình quay một cái cảnh rất là quan trọng, bố thổ lộ tất cả những cái nỗi lòng của mình, cái ngày mà mẹ mất như thế nào, mẹ đòi ăn nho ra làm sao. Và thật sự là ngày hôm đó thì anh Quốc Trọng đã làm cho Hồng Ánh cuốn theo cái tâm tình của người bố. Và mình đã bật khóc giống như là lần đầu tiên mình được nghe bố kể cái câu chuyện này về mẹ. Và cũng chính vì cái diễn xuất nó cực kỳ đầy cảm xúc như vậy mà Hồng Ánh chỉ cần ngồi đó lắng nghe và nhìn anh Quốc Trọng thôi là cái cảm xúc của mình nó cũng bị cuốn theo. Thế rồi cái bữa đó tự dưng mẹ con lại đòi ăn nho. Bố bực bội bỏ ra khỏi nhà, nhưng rồi vẫn tìm sạp hoa quả để mua nho. Người ta gói nho vào trong cái tờ giấy báo. Bố có thể bố cầm về. Về đến nhà thì mẹ con đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ con đòi bố mua hoa quả. Từ đấy bố không bao giờ dám ăn nho nữa. Nhìn thấy nho bố cũng không chịu nổi. Đâu có cần nói nhiều đâu, chỉ cần nói cho đúng vẫn cứ đúng ý như thế. Thế và hai bố con khóc như mưa như gió. Cùng cái ngày hôm đó mà cái thân già mà nó bắt từ chạy từ tầng 1 mà đi cầu thang bộ của cái nhà thời bao cấp ấy, chạy từ cầu thang 1 lên cầu thang 5 mà nó quay tới 10 lần. Trời ơi, xong mình quay xong mình bảo chơi chắc là xong thì là mình gọi xe cấp cứu cho bố. Thì trước khi mà đến với Gõ Cửa Nhà Táo thì nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã chia sẻ rằng là đóng Cây Táo Nở Hoa, đạo diễn không có cho phép chị Hồng Ánh được đẹp. Và chị Hồng Ánh cũng như là anh Thái Hòa đã làm xấu mình gần như là để cho cái vai diễn đấy một cách chân thật nhất, gần gũi nhất. Thì chị có thể là chia sẻ nhiều hơn về cái vai diễn này của mình. Mọi người cũng hình dung ra được nhân vật Hạnh thì như thế nào rồi. Phụ chồng rửa xe, rồi cái cuộc sống về kinh tế cũng thiếu thốn nữa. Cho nên chắc chắn là sẽ không có được một cái tạo hình đẹp và sang trọng rồi, điều đó là đương nhiên. Với những cái bộ trang phục mà Hồng Ánh được khoác lên người thì phần lớn là ekip mua những cái bộ đồ cũ á, hoặc là nếu như đồ mới thì cũng phải làm cho nó sờn cũ. Và có một cái icon để dễ nhận diện nhất đó là cái túi bao tử. Mình quan sát là những cái người mà lao động á, họ quý trọng tiền bạc lắm. Và đặc biệt là họ phải sống trong một cái gia đình mà
cảm thấy cất tiền nó không an toàn nếu như nó không ở bên cạnh mình á, thì lúc nào cũng phải kè kè như vậy. Thì rõ ràng là đeo cái túi đó thì mọi người sẽ thấy à, đây là một cái người chị dâu mà ở trong một gia đình chắc có nhiều người hay chôm chĩa lấy rút tiền, cho nên bà đi đâu bà cũng đeo cái túi đó vì trong đó có một số tiền nhất định và chìa khóa rồi này kia kia. Cái kem nền mình đánh ngoài cái lớp chống nắng ra thì mình phải đánh cái kem nền gọi là số 5 á, là cái số đậm nhất á, mặc dù cho da đen nhất đi có thể. Đúng rồi, anh cái làn da của anh đã màu nâu rồi nhưng mà đã đánh thêm số 5 để cho nó sạm xuống, rồi quần mắt thì cũng làm cho nó thâm, rồi cái dáng đi của mình cũng vậy, mình không có được phép đi thông thả, đi trên một cái đường thẳng như model catwalk đâu, mình vừa đi vừa chạy thôi. Rồi tóc cũng vậy, một là cột thấp khi đi ra ngoài, hai là cột gấp lên ở nhà. Rồi lâu lâu thì mới đánh son được tí xíu chải đầu tương tất, chứ còn bình thường thì gần như là chân mày cũng không cho kẻ. Son môi thì gần như là đánh một cái lớp dưỡng da mỏng thôi. Còn quần áo thì mọi người thấy rồi đó, cứ tất tả chạy tới chạy lui. Suốt một bộ phim thì Hồng Ánh có hai cái đôi giày duy nhất thôi. Dĩ nhiên là phục trang thì chuẩn bị cho mình hai đôi, nhưng mà thực ra là mình có tới bốn đôi, nhưng mà nó giống nhau, tức nghĩa là nhân vật này chỉ có một cái đôi giày màu xám xám, một đôi giày màu đen đen thôi đó, không có nhiều sự lựa chọn. Và nhân tiện là đang nói về tạo hình thì là hình như là Trịnh Thảo cũng đã được đạo diễn yêu cầu là phải để tóc dài cho vai Phúc đúng không? Đúng rồi, thực ra mình thấy cái tóc dài nó hỗ trợ nhiều cho cái vai này. Tại vì nếu trong trường hợp mà để tóc ngắn nhìn nó cá tính quá đi, mà gặp cái tính hỗn hỗn gì nữa thì chắc là bữa nay rất là bị chửi nữa, bị dữ nữa. Bị một cái yêu cầu rất là lớn là phải hách tuổi để trở về 16. Thì mà cái lúc mà con đi casting á, là con để cái tóc giống như Tun bây giờ vậy đó. Ủa sao đó? Chị Thảo có nói là bây giờ muốn tóc dài, thì bảo là con mới nói là em có thể nối tóc được. Nhưng mà con không có lường trước được là cái việc là cây tháo của mình quay đến một năm trời mà. Rồi con thề luôn, con đã phải nối tóc trước khi mà phim bấm máy 2 tháng để cho cái tóc ngắn với cái tóc dài nó liền mạch với nhau. Rồi con nối suốt một năm trời như vậy, đến lúc mà con tháo tóc ra nó rụng gần hết luôn, nó rụng hết một nửa tóc của con luôn. Xong rồi con mơ con mình hỏi khóc quá trời khóc luôn. Và điểm chung của ba khách mời ngày hôm nay đó chính là đều có một bạn diễn, đó chính là diễn viên Thái Hòa. Thì mỗi người có thể bật mí là một vài kỷ niệm trong cái quá trình mà mình quay cùng anh Thái Hòa được không ạ? Một vài kỷ niệm vui. Mình thì cũng có biết Thái Hòa và anh em cũng có đây, chú cháu cũng đã gặp nhau từ trước nhiều lần. Thế nhưng mà chỉ gặp nhau bên ngoài thôi, chứ chưa cộng tác bao giờ. Nhìn cái thái độ của cậu thì mình thấy buồn cười rồi này, nó cứ hơi rụt rè, nó hơi ngại ngại. Thế nhưng mà đến khi thấy mình tếu táo, mình vui đùa với đoàn ấy, thì bắt đầu là cái không khí nó giải tỏa đi. Nhưng mà cái cảnh quay đầu tiên thì cũng đưa vào một cái cảnh mà rất là phức tạp, là hai bố con ở trong cái căn nhà trọ ấy, xong rồi là ông ấy khuyên là thôi cố mà ăn đi cái thứ đấy, xong rồi là ngồi hai bố con ngồi khóc với nhau. Mình nhìn thấy Thái Hòa là cảm thấy bị căng. Xong đến lúc ấy thì mình mới nói với Thái Hòa, mình bảo là này nhé, bây giờ này con cảm thấy là con cứ làm theo đúng cái mạch của con đi, bố sẽ ứng diễn theo cách của con. Cái đấy cũng là một trong những cái kỷ niệm thú vị. Chú Thái Hòa thì có những cái phân đoạn mà kiểu con làm không được á mẹ, thì thường chú Hòa sẽ kiểu cũng dỗi anh con, an ủi con, kêu là con phải bình tĩnh, con thả lỏng ra, quên hết đi, đừng có tự áp lực gì hết, con cứ thoải mái là con thôi, để cho nó vào nhân vật. Tại vì con thực sự là con rất là sợ những cảnh khóc, để con không nghĩ là cái vai của con phải khóc nhiều đến như vậy luôn. Mà mỗi lần cứ đóng với bố có nhiều cảnh khóc khó lắm luôn á. Con cảm thấy con làm không được. Thì chú Thái Hòa là người chủ động nói với chị Thảo là không sao đâu, cho bé Thảo xin thêm lần nữa đi, bé Thảo này xin thêm một lần nữa đi. Thì đó là những cái tình cảm rất là dễ thương của chú Hòa. Phúc! Nghe lời ba, bước xuống đi Phúc. Ba muốn giết con mà, để con tự giết cho ba coi. Phúc! Phúc!
mình thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm vui với anh Hòa. Thật sự mà nói là trên phim thì đóng rất là nhiều những cái phân đoạn đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng mà cứ ở ngoài hậu trường thì anh Hòa là người tạo những cái không khí rất là vui vẻ. Mình sợ nhất là những cái cảnh nào mà quay ngủ và phải đắp chăn á, tại vì nó nóng khủng khiếp lắm. Đạo diễn vừa hô cắt một cái là coi như tung mình bỏ chạy. Anh Hòa thì ảnh cơ địa, ảnh mồ hôi nhiều lắm. Thật sự luôn, ảnh chảy mồ hôi đến mức mà ảnh cáu luôn á. Ảnh quạo, ảnh không diễn được luôn á. Ảnh cứ đi ra đi vô, mà một tí xíu là áo ướt nhẹp luôn. Mình cũng thuộc dạng đổ mồ hôi nhưng mà ảnh khủng khiếp. Ảnh đổ mồ hôi trên đầu. Và khi mà nóng lên là giống như ảnh bốc hỏa, ảnh bị cáu. Có một phân đoạn mình nhớ có một lần là mình, cái thoại của mình rất là dài. Ảnh chỉ gọi là mình nói rất là nhiều, ảnh chỉ lắng nghe và nói không, anh xin em, anh năn nỉ em, ảnh có bao nhiêu đó lặp đi lặp lại thôi. Thế là ảnh ấy bây giờ anh sẽ thoại bằng tiếng Anh. Tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh mà cứ rặn lên tụi. Mọi người tưởng tượng mình nói tiếng Việt mà ông trả lời lại mình là tiếng Anh, ông cứ vậy à. Xong cái mình mới bảo bây giờ anh có yên lặng, anh có tập trung lại cho em thuộc thoại không? Thoại của em rất là dài, anh đừng có ý hôm nay thoại của anh ít rồi bây giờ anh cứ đùa suốt. Ảnh cực kỳ là bình dân, rất là đơn giản trong cái sinh hoạt tập thể. Ảnh ăn uống nó cũng đơn giản lắm. Rồi ảnh có thể nằm bất kể ở đâu ảnh ngủ được. Hay chơi mẹ nữa cơ. Ừ, suốt ngày chọc thôi. Cứ thấy mình cứ khóc nhiều mà làm như là chuẩn bị quay một cái cảnh căng thẳng, là cái cảnh mình phát hiện ảnh bị ung thư, mình vào mình ôm mà lay hoay cái giường nó cọ kẹt, rồi ổng cứ đùa ổng chọc hoài. Một hai hôm đầu mới vào quay cùng ấy là thấy chàng là nghiêm túc lắm, nhưng trời ơi bắt đầu vừa mới chỉ chưa được mới được một tuần là bắt đầu là cứ quay xong là bắt đầu là nó quay ra nó bố ơi, lời bố ít này nhanh, nhưng mà trong khi lời của mình cả chàng nó cứ kiểu nó cà khịa theo kiểu buồn cười lắm, nó cứ chọc ngoáy theo kiểu. Bật mí cho khán giả biết nha, anh Thái Hòa là một rổ chuyện hài. Có khi ảnh vui một cách gọi là văn động á, là ảnh tuột xuống một cái gì nè, ảnh làm mọi người rất là sợ và không dám đến gần đó. Và ảnh hay để cho cái nhân vật nó ở trong ảnh rất là lâu. Ba có cái thời gian mà người ba suy nghĩ về nhân vật nhiều quá không bị bạc tóc thiệt mà nhờ? Bạc rõ luôn, bạc như là từ lúc bắt đầu vào phim, trước khi bắt đầu đọc kịch bản cho tới khi ra, càng về sau nhân vật càng nặng, là ảnh bạc hai cái chấm bên đây nè. Và tiếp theo nó là một cái câu hỏi mà em thấy với cả con thấy nó rất là nhạy cảm, bởi vì nó khá là phù hợp đối với lứa tuổi của con. Đó chính là trong phim thì có cái cảnh mà đang yên đang lành thì chị Hạnh lại mua bao cao su dúi cho con gái, khiến cho Phúc phát bực. Không biết là để quay cái cảnh mà có sự lệch pha như thế này về tâm lý thì hai mẹ con Hồng Ánh và Trịnh Thảo có phải lấy và học hỏi những cái kinh nghiệm gì không ạ? Có lẽ là mình nghĩ là cái thế hệ mẹ của mình á là sẽ rất là ngượng ngùng, sẽ rất là lúng túng. Mà mình thấy cái điều này là mình cũng lấy từ cái cảm giác từ mẹ thôi. Ngay cả mẹ mình mà muốn nói một cái chuyện gì liên quan tới tình dục hay giới tính với mình thì gần như là một cái chuyện gì nó xấu xa và nó động trời và nó ghê lắm. Mình đặt vào trong bà Hạnh để mình diễn với lại bé Phúc. Mình nhớ là cái này người ta nói là ba con sói. Không rồi sói. Lúc nếu như mà mẹ muốn giáo dục về giới tính á thì nó là một cái cuộc nói chuyện thì nó sẽ khác, còn đằng này là mẹ chỉ đi vô mở cửa phòng để xong tự nhiên đưa cái bác cái đó. Và bây giờ thì mỗi người có thể chia sẻ về một cái cảnh quay mà nó gây khó dễ cho mình đến tận ngày hôm nay mà mình vẫn nhớ nhất không ạ? Duy nhất có một cảnh thì bữa đó thì là mình với Hồng Ánh là hai anh em là khá là mệt, loay hoay suốt cả gần 2 tiếng đồng hồ. Thoại trong kịch bản với cái cảm xúc mà đạo diễn yêu cầu thì nó không thể nào nó vào được. Đúng rồi, đó là cái cảnh cái cảnh mà con đòi đi về. Đòi đi về ấy. Đòi đi về để chăm sóc anh Ngọc. Ừ, xong rồi xông ra giữ đấy. Trời ơi, cái con này sao mày ngu quá vậy? Không được đi qua đó. Con xin bố. Anh Ngọc, anh đang rất cần con. Không được qua đó. Anh
thằng nó, nó đã muốn ly hôn thì cứ vậy đi, mạnh ai người đấy sống. Anh cố tình làm như vậy để anh đẩy mẹ con xa anh. Anh muốn chết một mình. Anh không muốn là gánh nặng cho hai mẹ con đâu bố ơi. Không được, nghe bố. Và lúc đấy là bà mẹ ánh và cắt ghép, lắp ghép lại câu thoại đảo trên đảo dưới và lược bớt ra đi cho nó ngắn gọn. Thì sau đó đến khi trường thu gọn lại được khoảng độ 1/3 cái lời thoại đấy, thì đến khi tập lại phát thì là cái mạch tâm lý nó vào ngay lập tức, đánh vật mê cái đoạn đấy mất gần 2 tiếng. Với con thì con thấy có rất là nhiều cảnh khó, tại vì con cũng chưa có kinh nghiệm đi phim nhiều. Thêm nữa là lúc đầu khi mà con nhận kịch bản này á, con không có nghĩ là cái vai con phải khóc nhiều đến như vậy. Mà đến khi ra phim trường rồi con mới chịu con khóc, và đến mức độ mà con bị áp lực với những cảnh khóc. Con rất sợ, tại vì con sợ là tới những cảnh đó mình phải khóc mà mình khóc không được ấy. Thực ra lần đầu tiên con đi phim truyền hình á, mà những cái phân đoạn của con nó cách nhau khá là xa để con quay theo bối cảnh. Và cái việc mà giữ tâm lý đối với con là một việc kiểu, nó là một cái thử thách với con. Kể cả việc mà vào nhân vật cũng vậy, thì cái cảnh đầu tiên, thực ra cảnh thứ hai, thứ ba của con á, là cái cảnh mà sau khi mà con định nhảy lầu tự tử thì ba lôi con về, xong rồi bị mẹ đánh cho một trận á, cãi nhau sầm ở nhà ấy. Thì cảnh đó là quay ngày đầu tiên quay ở, con quay ở cái phim trường đó nè. Lúc đó con cũng chưa có vô được, xong rồi cũng con cũng bị lúng túng, cũng phải nhờ mẹ, mẹ cũng phải chỉ cho con là phải nhấn thoại như thế nào, rồi con phải thể hiện như thế nào thì nó mới ra được nhân vật. Thì đối với con thì cái vai này là vai khó, chứ không có hẳn riêng một cái phân đoạn nào khó cả. Một số những cái cảnh mà mình cảm thấy khó là cái cảnh mà mình kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Sau cái giai đoạn mình biết anh Ngọc ảnh bị bệnh đó, là một mặt mình thương, mình đau xót, nhưng mà mình vẫn phải cố giấu vào trong. Thì trong ngoài bối cảnh nội ngoại, nói chung nó cứ lộn tùng thèo lên hết. Và nhớ lại tất cả những cái đường dây đó, thì với mình thì mình phải mất một cái thời gian, và mình phải có một cái cuốn đường dây kịch bản để mình nối lại tất cả những cái phân đoạn đó. Có một cái cảnh mình nhớ là chạy lên chạy, bây giờ nhớ tới cái cầu thang của cái bối cảnh đó con sợ lắm. Con cũng sợ lắm sao? Sợ. Nó nóng khủng khiếp luôn, không hiểu sao nó bí, nó không có cái chỗ thoát. Cái áo màu rêu của chị Hạnh là ngày hôm đó là nó thành màu rêu sẫm, là bởi vì cứ giống như là ai đứng ở trên lầu thối một cái xô nước vô trong mình cho nó ướt, nhưng thực sự ra đó là mồ hôi. Tuân Phạm xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nghệ sĩ ưu tú Quốc Trọng, diễn viên Hồng Ánh và diễn viên Trịnh Thảo đã mang tới chương trình Gõ Cửa Nhà Táo những câu chuyện hậu trường rất là vui vẻ và thú vị. Không biết là nhân đây thì ba diễn viên của chúng ta có lời gì muốn gửi tới các quý vị khán giả không? Trước hết là rất cảm ơn sự theo dõi của khán giả đã dành cho Cây Táo Nở Hoa rất nhiều là ưu ái. Rất hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Đang mùa dịch bệnh thì là chúc mọi người nhiều sức khỏe. Hồng Ánh cũng như là ekip đoàn làm phim Cây Táo Nở Hoa rất là cảm ơn những khán giả đã yêu thương và đã theo dõi bộ phim từ những tập đầu tiên cho đến ngày hôm nay, và cũng đã bắt đầu bước vào cái chặng gần cuối kết thúc bộ phim rồi. Và cảm ơn mọi người đã yêu thương tất cả các nhân vật trong gia đình nhà Táo, đã rất là kiên nhẫn, mặc dù là có rất là nhiều những cái ấm ức, thậm chí là có nhiều những cái sự giận dỗi, nhưng mà tới bây giờ thì mình nhận thấy là mọi người vẫn rất là kiên trì theo dõi cái hành trình của gia đình này như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người giữ sức khỏe, mong cho cả gia đình được bình an trong cái mùa dịch này, và hy vọng là chúng ta sẽ trở lại một cái nhịp sống bình thường thật là sớm. Con thì con cũng chỉ biết là chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, tinh thần lạc quan để vượt qua mùa dịch. Mặc dù là phim xem thì có hơi trầm cảm một tí, nhưng mà nó vẫn có những cái tình tiết rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ đón nhận những cái năng lượng tích cực từ bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Và đừng có ghét Bé Phúc nữa. Mọi người đừng có chửi Bé Phúc nữa, mà Bé Phúc cũng tội nghiệp chữ Lâm. Và các bạn ơi, Cây Táo Nở Hoa hiện đang phát sóng duy nhất trên ứng dụng Vion và trên kênh truyền hình Via Channel HTV2 Via Giải Trí. Và các bạn nhớ là hãy theo dõi các tập tiếp theo của Cây Táo Nở Hoa các bạn nhé. Rồi, và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn ạ. Bye bye.
Con chào ông, chào mẹ. Mẹ con giữ sức khỏe nhá. Dạ, bố giữ sức khỏe bố ơi.